Rồi tiếp theo, sau khi mình làm phần header rồi, tiếp theo mình sẽ làm cái phần trang chủ này ha. Thiết kế bằng trang chủ đó, như này. Thì để thiết kế bằng trang chủ này, đầu tiên phải tạo cho mình một cái trang chủ. Đúng không? Đây tôi có trang chủ đây rồi. Đó. Đây có trang chủ rồi. Ví dụ tôi muốn tạo, ví dụ trang chủ này tôi bỏ đi, tôi làm trang chủ khác cũng được. Ví dụ tôi tạo trang chủ mới đi cho nó từ đầu đi, các bạn dễ hình dung. Rồi tôi vô phần trang, các bạn có rồi thì các bạn không cần tạo nữa nha. Và tôi tạo thêm trang mới. Và tôi tạo tiếp trang chủ mới cho nè. Nè, chọn là bay bay full width đi. Tôi đang rồi đang rồi đúng không, thì tôi sẽ vào cái chỗ giao diện menu, tôi gọi nó ra. Menu tôi chọn vào cái menu main menu. Trang chủ này tôi bỏ đi và tôi đưa trang chủ tôi ra, trang chủ mới ra. Giờ rồi sau đó tôi mới tiếp tục, tôi mới cài đặt, tôi mới đọc, tôi set trang chủ, vừa tạo làm trang chủ. Trang chủ vừa tạo và trang chủ mới, trang chủ. Rồi bây giờ tôi review. Đây tôi thấy trang chủ tôi chưa có gì hết, tôi sẽ làm trang chủ tôi. Chủ tôi coi chưa có gì hết nè. Rồi để thiết kế trang chủ của tôi thì tôi sẽ là sửa trang Editing Builder. Rồi. Đó.
Ở tới đây tôi có thể sử dụng Lasom Todo giống bữa trước để tôi làm. Hai là tôi có thể tự thiết kế. Ở đây tôi sẽ chọn thiết kế từng phần. Thiết kế từng phần ha. Thì đây tôi sẽ thiết kế cái header trước. Ủa rồi, sorry, thiết kế cái banner ở đây trước. Cái banner bên đây mình sẽ có một phần gọi là vertical, rồi mình sẽ thiết kế sụp vô trong đây. Add element đây. Thì cái phần add element ở đây á, mình sẽ chia bố cục của nó. Đầu tiên mình phải chọn bố cục. Bố cục ở đây á, mà mình muốn chia nó là mấy phần. Row là mình phải chia cho nó là mấy phần. Còn section đó, là mình muốn cái vị trí của mình đang muốn á, là nó sẽ có hình nền. Còn shader đó là nó dữ liệu nó chạy qua chạy lại. Còn content là nội dung bỏ vô, mình muốn bỏ gì vô, bỏ shop, bỏ bài viết, bỏ vân vân, bỏ test, bỏ những cái gì đó icon vô mình bỏ vô, mình sẽ chọn ở dưới. Tôi sẽ làm thử một cái cho các bạn coi nha. Ví dụ add element đây, add một cái row ở đây, cái row ở đây, cái row ở đây nó sẽ hỏi cái row này là mình, cái row này là mình mấy cột. Tôi muốn là một cột nhỏ, một cột lớn. Ok, apply. Ở đây tôi sẽ chọn là trở lại là 3 và 9 nha. 3 3 là 30%, 9 á, 9 nè. Ở đây tất cả mọi thứ đó là cộng lại là 12, 3, 9 nha. Bên đây, ở đây bên đây tôi sẽ bỏ một cái hình bên đây. Bên đây bỏ hình bên đây. Add to column. Một cái slider. 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 Ở trong slider này tôi mới bỏ hình vô. Đó. Bỏ một cái hình. Hình banner, hình mây đó nha. Dùng email á, cái dạng email á chính là cái dạng hình mình thiết kế sẵn ở bên ngoài rồi. Còn dạng banner á, là hình mình chưa thiết kế, mình muốn vô đây mình thiết kế lại. Ví dụ tôi lấy một cái hình banner ở đây, đây này. Banner ở đây tôi muốn có cái chữ ở giữa và apply. Tôi muốn chọn cái hình có sẵn trong này đi. Và kích thước ở đây tôi sẽ cho khoảng là 450, 450 nha. Cho mấy cân với cái này đây. Apply. Rồi chữ tôi sẽ sửa chữ vô, chấp đôi chuột vô sửa chữ. Rồi tiếp theo tôi add to slider, tôi add tiếp cái banner nha. Banner tiếp. Kích thước 450 luôn. Rồi bỏ hình vô, hình thứ hai vô. Cái hình này đi. Đó, thì mình sẽ được ra ngoài, mình sẽ thấy được, mình sẽ có được cái như vậy. Đó, sẽ thấy như vậy mình làm được cái này, đúng không? Đây. Chưa?
cho nó sát vô ha, chỉnh cho nó đẩy cho nó sát vô. Cái này mình kéo dài ra một chút cũng được, nếu cái này mình chỉnh lại cho nó dài ra một chút. Cái này tôi chỉnh là 3. Tôi chọn cái rau này để tôi nó hở nó quanh lắm đi. Muốn đẩy qua bằng mình sửa lại xíu nữa à, cái này mình để cho nó ngay và cái thằng này mình để cho nó 10, tại cái vertical mình nhỏ quá cho nên mình chỉnh thôi. Mười thì nó tràn vô quá đúng không? Mình sửa lại bớt bớt lại chút à, thì mình sẽ sửa lại cái chỗ này cho nó mở ra chút mon nè. F5L đây mình kiểm tra lại, kiểm tra mình chỉnh lần lần rồi chỗ này mình sẽ chỗ 10 này nè à, mình ấp xanh chỗ 10 này mình cho cái button của nó, button bên trái của nó ha, button bên trái của nó khoảng 30. Có cái dụng vậy mình sẽ định bản này mình sẽ có cái giao diện giống vậy nha. Đó, một bên Light Slider, một bên menu ha. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích lại cái chỗ thiết kế này nha. Ở đây đó là xong cái phần header có vertical menu và thiết kế cái banner bên dưới nó cần xứng với cái vertical menu. Ok. Cái thiết kế bên dưới là mình có một cái kho, cái row column chia làm bên 2 và bên 10. Trong cái column 10 mình bỏ slider vô, trong cái slider mình có những cái banner hình ảnh bỏ vô. Cái nếu như là cái mũi tên nó là mũi tên nó chỉ qua là chưa mở, mũi tên chỉ xuống là mở ra đó, đúng không đó. Rồi những cái nào con á là nằm bên trên, những cái nào cha là nằm bên bên dưới đó. Như cái này con nè là nằm bên trên, là cái test nè con bên trên. Rồi cái bên này cơ game thiết kế sẽ ra giống vậy. Để mà ra được gọn vô cái khung này á thì ngay chỗ vị trí danh mục sản phẩm này á, thì biến nè, header header đang thì biến header đó là vertical menu. Chỗ này mình để là khoảng là 250, kích thước là 250, chiều ngang này kích thước 250 ha. Rồi mình chỉnh màu sắc thì màu background color, rồi mình chỉnh tiêu đề trên này đó. Rồi sau đó trong cái view builder ở đây á, mình để là 210, nhưng mà cái chỗ 10 này á mình cho chỗ là padding 500 và 55. 55 là khoảng cách bên tay trái là 55, nó thuộc vô bên trái 55 phần 55 pixel, còn cách bên trên nó thuộc khoảng 5 pixel cho nó hở ra chút, thấy viên cho đẹp vậy thôi.
À, như vậy là tóm tắt lại cái phần này để mình dùng.